Cách để biết liệu ai đó đã đọc tin nhắn trực tiếp của bạn trên Instagram hay chưa. Instagram Direct viết tắt là DM cho phép chúng ta gửi tin nhắn trực tiếp đến cả người theo dõi và người lạ. WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách để biết liệu ai đó trên Instagram đã đọc tin nhắn trực tiếp của bạn hay chưa. Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết được có bao nhiêu người trong nhóm đã đọc tin nhắn. Phương pháp 1: Gửi tin nhắn trực tiếp cho người theo dõi. 1. Mở ứng dụng Instagram, nhấn vào biểu tượng ứng dụng để mở. 2. Đăng nhập tài khoản, tiến hành đăng nhập bằng thông tin tài khoản của bạn nếu như chưa thực hiện. 3. Nhấn vào biểu tượng máy bay giấy. Ở góc trên bên phải hãy nhấn vào biểu tượng máy bay giấy để đi đến trang Instagram Direct. 4. Nhấn vào người theo dõi mà bạn muốn gửi tin nhắn trực tiếp từ danh sách liên hệ kết nối trên Instagram. Hãy chọn người theo dõi mà bạn muốn nhắn tin. 5. Nhập tin nhắn nhập nội dung tin nhắn mà bạn muốn gửi cho người theo dõi vào khung văn bản. Bên cạnh tin nhắn, bạn còn có thể gửi thêm hình ảnh hoặc nội dung đa phương tiện khác. Hãy nhắm vào các nút tùy chọn gần khung văn bản để gửi kèm nội dung khác cùng tin nhắn. 6. Nhấn vào nút gửi Phương pháp 2. Gửi tin nhắn trực tiếp cho người lạ một Đi đến trang cá nhân của người theo dõi, tìm kiếm người chưa kết nối và đi đến trang cá nhân của họ. 2. Chọn tùy chọn nhắn tin, Nút nhắn tin sẽ nằm giữa trang cá nhân của người đó. 3. Soạn tin nhắn. Không văn bản sẽ hiện ra để bạn nhập tin nhắn. 4. Gửi tin nhắn bằng cách nhấp vào nút send, gửi. Phương pháp 3. Gửi tin nhắn cho nhóm. 1. Nhấn vào biểu tượng máy bay giấy. Biểu tượng này nằm ở phía trên, bên phải bản tin, trang hiện ra khi bạn mở ứng dụng. 2. Nhấn vào biểu tượng bút chì và tờ giấy nằm ở phía trên bên phải trang Instagram Direct để tạo tin nhắn mới. 3. Thêm người. Chọn những người mà bạn muốn gửi tin nhắn nhằm tạo nhóm trò chuyện. 4. Nhấn một chat. Bạn có thể chọn thêm hình ảnh và video bằng cách nhấn vào biểu tượng tương ứng nằm gần nút send. 5. Nhấn vào nút send. Tin nhắn sẽ được gửi ngay đến người nhận. Phương pháp 4. Biết ai đó đã đọc tin nhắn hay chưa? 1. Đi đến trang Instagram Direct nếu bạn đã gửi tin nhắn trực tiếp. Nhấn vào biểu tượng máy bay giấy ở phía trên bên phải bản tin sẽ mở danh sách tin nhắn trực tiếp. 2. Nhấn vào tin nhắn. Bên dưới tin nhắn mà bạn muốn kiểm tra trạng thái, nếu thông báo hiển thị là xin, đã đọc, thì người đó đã đọc tin nhắn. 3. Nhấn vào nhóm trò chuyện nếu bạn đã gửi tin nhắn nhóm. Tìm tin nhắn mà bạn muốn kiểm tra, tên người dùng của thành viên đã đọc tin nhắn sẽ hiển thị bên cạnh thông báo xin. Lời khuyên, tin nhắn Instagram Direct trên Instagram được gửi trong phạm vi ứng dụng chứ không nằm bên ngoài như tin nhắn SMS. Cảnh báo bạn không thể xem thông báo đã đọc của tài khoản người dùng riêng tư nếu họ chưa chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn nếu người dùng này từ chối yêu cầu bạn sẽ không nhận được bất kỳ phản hồi nào